Xin chào, lại là Trường và Mang Quan đây. Đầu xuân năm mới, mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn này. Và trong năm Giáp Thìn này, nếu như các bạn có dự định nào mà cần làm thì hãy thật thành công với dự định đó nhá. Việt Nam thì ăn Tết, nhưng mà cường quốc ở phía bên kia bán cầu của chúng ta thì không. Và trong 2 tuần nghỉ Tết vừa rồi của chúng ta thì đã có rất nhiều các cái tin leak được đưa ra cho các sản phẩm của Apple. Và mình nghĩ nếu như các bạn đã click vào video này rồi thì các bạn cũng sẽ rất quan tâm đến nó đấy. Vậy thì bắt đầu ngay sau intro thôi. Thông tin đầu tiên sẽ là về iOS 18. Đối với bản thân mình thì Siri là một công cụ nó rất là basic, tức là nó chỉ hỗ trợ được cho mình những cái cơ bản thôi, không quá nhiều. Ví dụ như là đặt báo thức này, hay là mình có thể là check thời tiết để xem là nó như thế nào. Chứ còn nếu mà để làm việc chuyên sâu thì mình nghĩ là Siri nó không hỗ trợ được cho mình nhiều đâu. Nhưng vào cuối năm 2022 với phát súng đầu tiên của OpenAI, sau đó là cả một năm 2023 rất dài với các công cụ AI liên tục được ra mắt và ngày càng được update thêm. Cùng với đó nữa thì gần đây thôi, Samsung, đối thủ trực tiếp của Apple, họ cũng đã cho ra mắt S24 Siri được trang bị AI ở bên trong và hỗ trợ rất là nhiều tính năng, đặc biệt là trong phần chụp ảnh nữa. Thì mình nghĩ rằng Apple không thể làm ngơ được, và ngay trong bản cập nhật iOS 18, Apple cũng sẽ trang bị AI ở bên trong. Theo như nguồn tin từ Mac Rumor, iOS 18 sẽ được trang bị nhiều tính năng để trở thành một trợ lý ảo thông minh, có những tính năng và khả năng tương tự như các chatbot khác như là Bard hay là Copilot vậy. Từ đó sẽ tự động hóa các tác vụ phức tạp, và lần này sẽ được tác động rất tốt với một ứng dụng nữa có sẵn ở trên iPhone, đó là Shortcut. Và tất nhiên, sự tư bản thì vẫn ăn sâu vào trong máu của Apple. AI sẽ được trang bị trong iOS 18, nhưng nó không được trang bị cho tất cả các thiết bị. Nó sẽ ở những cái thiết bị đời mới nhất này, và nó sẽ là các cái thiết bị cao cấp hơn, ví dụ như là 14 Pro, 15 Pro, hay có thể là tháng 9 tới đây sẽ có cả 16 Pro nữa. Nói đùa thế chứ thực ra thì nếu mà để có AI ở bên trong ấy và được hỗ trợ chuyên sâu vào trong máy, cần phải có các cái tài nguyên nó rất là tốt, phần cứng máy cũng phải ok. Nên là những cái thiết bị mà cao cấp như mình vừa liệt kê vừa rồi, nó sẽ đáp ứng đầy đủ được cho AI có thể là hoạt động cách tốt nhất ở trong máy. Nên là cũng sẽ không bất ngờ gì nếu như AI có trong iOS 18 mà không có ở trên các cái thiết bị cũ hơn như là 11 hay là 12, thì điều đấy cũng sẽ rất là bình thường thôi. Một sản phẩm mà mình đã từng nhắc đến ở rất nhiều video trước và mình cũng đã dành sự yêu thích rất nhiều cho nó, đó là Vision Pro. Và mình nghĩ đây cũng sẽ là một sản phẩm mũi nhọn trong tương lai của Apple luôn. Chính vì vậy, theo những thông tin leak ra thì iOS 18 sẽ cho chúng ta một cái giao diện mới hơn và nó cũng sẽ khá là tương đồng với cả Vision OS ở trên Vision Pro. Như vậy thì chúng ta có thể là đồng bộ giữa các thiết bị Apple trong hệ sinh thái nghìn tỷ đô của chúng ta. Thông tin thì là như vậy, còn thời điểm ra mắt thì sao? Cũng sẽ được ra mắt giống như mọi năm thôi, sẽ trong sự kiện WWDC vào mùa hè năm nay, và sẽ có bản public beta dành cho các nhà phát triển để có thể làm trước các cái app. Và rồi, sau khi mà iPhone 16 series ra mắt thì chúng ta sẽ có bản chính thức cho iOS 18 nhé. Mới mà không mới là những gì mà mình có thể nói về SE 4 2024, và đây cũng sẽ là sản phẩm có thể sẽ được ra mắt trong năm nay đấy nhá. Thực ra iPhone SE là một sản phẩm mà mình nghĩ là khá là kén người dùng, bằng chứng là mới được ra mắt vào năm 2022 thôi, tức là 2 năm trước. Nhưng mà khi mà mình nói về sản phẩm SE 3 á, thì mình không nghĩ gì nhiều về sản phẩm này lắm, và mình cũng không nhớ rõ chính xác là nó ra mắt năm nào cơ. Đến khi mà làm video này mình tìm hiểu lại thì nó mới từ 2 năm trước thôi mà. Tại sao mà nó có thể bị lãng quên dễ đến như thế? Thì mình nghĩ cũng có cái lý do nó rất là dễ hiểu thôi. Thiết kế thì quá cũ này, viền màn hình thì dày, một camera mà lại còn có nút home nữa, chả giống với cả một cái iPhone nào mà thời điểm hiện tại cả. Nên là nó bị lãng quên được cũng đúng. Và một điểm chí mạng nữa đó là nó không khác gì so với cả thiết bị SE 2020, đó, tức là SE 2 á. Đó, nó y hệt về thiết kế luôn. Như vậy thì bị lãng quên là cũng đúng thôi. Thì nếu mà một sản phẩm mà bị chìm nghỉm như thế này thì Apple cũng phải có cách gì để cứu lại cái sản phẩm đấy chứ. Có, vào năm 2024 này SE 4 sẽ được thay đổi toàn diện luôn. Theo như các thông tin leak thì thiết bị này sẽ được thay đổi hoàn toàn, khi mà SE 4 sẽ là đặt dấu chấm hết cho nút home ở trên iPhone, và thay thế vào đó sẽ là phần notch ở trên đỉnh, cùng với đó tích hợp Face ID. Như vậy viền màn hình cũng sẽ mỏng hơn tương đối, khung máy cũng sẽ được làm theo viền vuông đúng với cả thời điểm hiện tại, và màn hình sẽ có kích thước là 6,1 inch, to hơn toàn bộ các sản phẩm SE trước và cũng to hơn cả 12 hay là 13 mini đã bị khai tử. Vâng, nghe như vậy là chúng ta đã thấy một sự đột phá toàn diện rồi đúng không? Đúng nhỉ? Mẹ thế nó khác như iPhone 14. Vâng, quả đúng là như thế. Với những mô tả ở bên trên thì chúng ta có thể thấy rằng nó chả khác gì với cả iPhone 14 cả, nhưng vẫn sẽ có hai điểm truyền thống được giữ lại và chúng ta có thể phân biệt được rõ giữa iPhone 14 và iPhone SE 2024. Đầu tiên sẽ là camera.
Với những hình ảnh rò rỉ như thế này thì mình nghĩ rằng SE4 2024 nhiều khả năng vẫn sẽ chỉ có một camera và thôi. Và đây cũng sẽ là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường, chỉ có một camera. Như vậy thì nếu mà để làm cho nó đặc sắc hơn thì Apple chắc chắn là sẽ phải nâng cấp về phần cứng bên trong của camera này. Mình thì chưa có rõ về thông số camera lắm, nhưng thông số về chip thì có lẽ thông tin leak này cũng sẽ là uy tín đấy nhá. Và đây cũng sẽ là điểm thứ hai về chiếc máy này. Con chip ở bên trong SE4 2024 tuy mang thân hình nhỏ bé thôi nhưng vẫn sẽ được trang bị con chip A15 giống như iPhone 13 Pro Max. Ngoài ra nữa sẽ có những cái điểm thay đổi nho nhỏ. Theo như MacRumor nói thì sẽ có Action Button hay là USB-C được đưa lên trên thiết bị iPhone giá rẻ này. Một thông tin bên lề nữa mà mình đã tổng hợp được thì có thể rằng là SE4 của chúng ta sẽ được có Dynamic Island ở trên máy. Nhưng mình nghĩ khả năng này thì không cao, bởi vì SE4 ngoài việc là một sản phẩm giá rẻ ra thì đây cũng là một phần mà để cho Apple có thể là tối ưu hóa lại và có thể là tiết kiệm lại các cái linh kiện. Tức là từ những đời trước mà họ vẫn còn linh kiện, họ sẽ cố gắng để đẩy vào sản xuất cho SE. Và chẳng tội gì nếu như một sản phẩm đã được khai tử như iPhone 14 có một cái màn hình có tai thỏ và bây giờ sẽ được trang bị lên SE4 thì nó hoàn toàn hợp lý hơn là việc trang bị một cái màn hình Dynamic Island mà đang có ở trên iPhone 15 vẫn đang được sản xuất. Như vậy thì phần notch nó sẽ là cái phù hợp hơn ở trên SE4 của chúng ta. Và vừa rồi là những thông tin nổi bật nhất mà mình đã tổng hợp được. Vậy thì các bạn có hứng thú với cả iOS 18 hay không? Hoặc là nếu như các bạn đang chờ một thiết bị để làm điện thoại phụ của chúng ta thì SE4 có thể là sự lựa chọn của các bạn hay không nhỉ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần comment nhé. Và nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.